Anh biết tại trên bờ mà đâu có nhẹ không? Xuống vừa chạy về chính sống cái, đi. Chạy cái đuôi dép. Xuống đuôi dép chạy Trần Nhông. Nhông Sơn. Chúng tải chính sống á, vừa chạy ta tay cái nhông này buộc phải đặt cái máy hơi cao nha. Cái máy cao. Chứ giờ nó lên nữa này nó từ từ hết, giống như cái ruột giờ đang thiếu cái ruột. Người ta thì nó chạy 2 thì. Cái này là cái 3 tê, cái bu ta. Rồi hết rồi đó. Đó, ta chạy 2 thì ta đi thẳng vô đó à, còn mình phải chạy chừng nhông nè. Cho nên cái máy đập cao. Cao là cái đuôi dép. Rồi. Cano này của Thần Tân nha, chiếc này 4 m. Bên đề, bên ga. Tắt được không? Rồi. Đây nha, cái chiếc 4 mét cano chạy cái đuôi dép. Cái máy là cái máy của ta chạy nhông sên. Chạy cái đuôi dép nha. Quay thử mà bên sau nó hát nhạc ôm sùm quá, không biết có vi phạm bản quyền gì không biết nữa đây. Sao nó hát nhạc quá, nhiều khi về đăng, nếu mà đăng không được là buộc phải tắt tiếng hết trơn. Bữa hổ mình cũng ra gặp bữa rồi hát nhạc ôm sụm trơn, cũng bó tay luôn đó. Đừng test vô á, chạy cái đuôi dép nha. Cua ta 78 chạy nhông sên. Nhông sơn này như một nó ra 1,2 chứ không được 1,5 nữa. Chạy thì thấy chơi cho vui vậy đó, chứ tính ra nó chạy đâu có bằng mình gắn chân vịt đâu. Nếu cái máy đó mà gắn chân vịt chạy trên cái vỏ cano 4 mét đó đâu phải tốc độ đó. Nhưng mà có một cái mình chạy vui, chơi vui. Chế đồ da chai chơi coi nó làm sao. Đồ người ta bỏ mà, đồ nhà giàu bỏ, mình lấy mình chơi. Nhạc hát hoài bó tay rồi. Giờ gán nói cho nó lắp nhạc ở bển. Nói làm sao cho nó lắp nhạc. Chứ sao giờ. Khi mình nói lớn cái nhạc nó vô nghe không có rõ. Nhạc trên YouTube nó quét nó cũng không có xác định được là cái đó là cái gì. À, mà bây giờ nó mà nói làm sao không hoài cũng biết đường đâu mà nói. Mình coi thôi bây giờ nói tiếp tục hen. Đó là cái chiếc cano của Thành Tân nha, cái chiếc 4 mét của Thành Tân, là mình lắp cái máy cua ta 78 phải không chú Thế? À. Vuốt về máy nó thiệt. Nhầm người tưởng đâu gành lắm. Cái máy xe đội ơi nó ngàn trùng hết trơn. Hai nửa đồ nghĩa địa không à. Hỏi thông số làm gì có. Đâu phải mua máy mới đâu mà có thông số. Mà rõ ràng như mấy cái danh ma là nó có dán cái mạc thông số. Còn mấy cái dòng bên khu ta đâu có đâu. Kiếm không có thấy. Có người hỏi thì mình không có biết. Nhưng mà mua về thì xài tới thôi. Máy thì hỏi ăn xăng hay ăn dầu ở đây chơi cũng không có quan tâm, không có để ý nữa. Cứ mua chậm vô chạy nào hết mua nữa. Chứ không có để ý là coi là máy chạy là 1 lít được bao nhiêu cây số. Mình không có để ý mấy vụ đó. Có thể là bị thiếu nước á. Thiếu nước cái ống dép nó hút không đủ đó. Bởi người ta đường tắt nhạc được một chút xíu. Chạy thì được, có cái nước lái rồi dễ chạy vòng vòng rồi chơi được. Cái tốc độ thì nó không có giữ không. Tốc độ nó không có giữ nhưng mà mình chạy mình hóng mát đồ có lý lắm á. Mình làm gì nè, không ai nói mình nâng cấp bắt chước người ta được trơn á. Tại mình làm số quắc đâu giống ai đâu. Ai dám nhận là mình ăn cắp của người ta. Này Nhân nó test thử nha. Nhân nó test thử vỏ 4 mét chạy cái đuôi dép nữa nè. Mà cái này là chạy nhông sên nha.
chạy nhông sên. Nhưng mà thấy cộng sên nóng quá, chắc có lẽ chương trình là chạy thẳng luôn rồi đó. Bỏ nhông sên ra, bỏ nhông sên chạy thẳng máy luôn. Tại nghe tiếng máy, nếu mà mình chiền nhông lên cho cái tua nó lẹ lên á, thì cái máy nó cũng còn hơi nặng, vậy là có thể là chạy thẳng được. Tại vì đầu tiên mình đâu biết cái ống Z này là nó chịu cái lực máy cỡ nào. Mình sợ cái máy mà cái máy mình nó hút lực, mình mới chiền cho nó lẹ lên. Nó trên máy quay 1 mà ở dưới bây giờ quay được 1,25. Đó, 1,25, nhưng mà thấy chắc có lẽ hơi nặng máy. Hơi nặng máy, chương trình chắc là làm lại chạy thử đưa thẳng coi làm sao. Chứ bây giờ chiền nhông kìa, đặt cái máy nó hiu lên trên kìa. Tại chiền nhông sên mà buộc phải cái máy phải cao lên mới được. Nếu mà mình chạy thẳng là cái máy mình hạ xuống được, máy mình hạ thấp xuống được. Đó, chiền cái nhông sên dài vậy đó, thành ra cái máy nằm hiu lên quá. Nếu mà hạ thẳng xuống được, cái máy chạy lên tua được là có lý. Vậy đó, đó là nhân.